Hôm nay thì mình xin chia sẻ với bạn một sản phẩm có tên là B40. Trong thị trường thì có một sản phẩm cũng rất là cũng có tên gần giống như này, đó là B58 ha. Sản phẩm đó thì hôm nào mình làm sau, hôm nay mình làm B40 Super. Thì đây là món thuốc trừ sâu sinh học cho cây trồng. Thì bên trái màn hình của bạn đó là cái mẫu mã của chai B40 Super. Thì chai này nó có quy cách đó là 480 ml. Và các hoạt chất chính của sản phẩm B40 này đó là chất abamectin. Thì nhắc đến hoạt chất abamectin thì các bạn sẽ nhớ tới hoạt chất trước tiên là mình xin chia sẻ abamectin là một hoạt chất trừ sâu sinh học. Và nhắc đến hoạt chất abamectin thì chúng ta sẽ nhớ đến hoạt chất là e-mametin. Thì hôm nay mình xin chia sẻ sâu hơn tí xíu và hoạt chất abamectin này. Thì abamectin nó là một hỗn hợp của hai hoạt chất, đó là avermectin B1A, đóng vai trò trong đó thành phần là 80%, và avermectin B1B có vai trò là đóng vai trò trong đó có hàm lượng đó là 20%. Thì hoạt chất abamectin này nó được phân lập từ quá trình lên men của vi khuẩn streptomycin Avermentilis. Và cái ưu điểm của hoạt chất abamectin này thì thứ nhất, hoạt chất này nó có cái hiệu lực diệt sâu rất là nhanh và mạnh, đồng thời kéo dài và ít chịu tác động của điều kiện thời tiết. Khi mà chúng ta phun thuốc này trúng sâu các bạn, thứ nhất là nếu mà một số sâu nó sẽ nhả tơ liền. Thứ hai, nó sẽ bị có hiện tượng co giật giống như là khi mà nó trúng có những hoạt chất thuộc nhóm pyrrolidine hay gọi là thuốc tổng hợp, các bạn sẽ co giật liền. Thứ hai là vì đây là thuốc sinh học các bạn, nên nó việc mà sâu nó hình thành cái tính kháng thuốc đối với hoạt chất này thì rất là khó. Tiếp theo nữa là vì hoạt chất thì sâu sinh học nên nó phổ tác động rất là rộng, nó trừ được nhiều loài sâu miệng nhai và miệng chích hút. Thuộc bộ cánh vẫy nè, bộ hai cánh nè, bộ cánh đều nè. Mình ví dụ như một số loại côn trùng như là ruồi đục lá nè, sâu tơ, sâu xanh, bọ chỉ và một số loài thuộc lớp động vật như là nhện. Nhưng mà về cái nhược điểm của nó thì hoạt chất nào cũng vậy các bạn, nó sẽ có hai mặt, vừa ưu điểm và nhược điểm. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn để các bạn có thể nhà mình có mà nuôi ong với nuôi cá thì các bạn cũng phải tránh hoạt chất này, tại vì hoạt chất này nó có chỉ số tác động với môi trường cao, cái chỉ số của nó tới 36,68 lần, cao hơn nhiều hoạt chất khác, kể cả một số hoạt chất thuộc nhóm lăng hữu cơ cũng cao hơn luôn. Ví dụ như anh acephate nè, thuộc nhóm lăng hữu cơ nhưng mà ảnh chỉ tác động có 24,88, và chlorpyrifos chỉ có 26,85 thôi, trong khi anh này tới 36,68. Vì vậy các bạn khi mà phun thuốc á thì tránh ao cá và chỗ nuôi ong các bạn ha, ảnh hưởng á. Và cái cơ chế tác động của hoạt chất abamectin này thì thuốc này nó làm cho côn trùng ngừng ăn và ngừng đẻ trứng ngay. Vì vậy ở những phút đầu tiên đó là mình chia sẻ thuốc này nó có cái hiệu lực tác động nhanh là như vậy và chúng sẽ chết sau vài ngày. Bản chất đặt ra đó là vì thuốc nó ngăn chặn cái chất dẫn truyền luồng thần kinh tên là gamma aminobutyric acid hay gọi là GABA tại chỗ nối cơ thần kinh của côn trùng. Vì vậy khi mà trúng thuốc thì côn trùng nó sẽ ngừng ăn và nó ngừng đẻ trứng rồi ha. Thì mình sẽ xin lại sản phẩm B40 Super này. Thì và cái hướng dẫn sử dụng thì đối với cây trồng là cây lúa để trừ hại là sâu thì chúng ta B40 Super nó có nhiều nồng độ ha, 2 EC, 3.6 EC và 5.5 EC. Ở đây thì sản phẩm mình đang chia sẻ với bạn là 5.5 EC ha, thì chúng ta pha cái liều đó là 3 đến 5,5 ml cho bình 16 lít nước. Đối với một công ở miền Nam thì chúng ta phun từ 2 đến 3 bình. Sẵn nhân tiện thì mình xin chia sẻ luôn, nếu mà 3.6 thì chúng ta pha cái liều cao hơn, đó là 5 đến 8 ml cho bình 16 lít nước. Đối với sản phẩm mà B40 Super 2.0 EC thì chúng ta pha liều cao hơn nữa, đó là 10 đến 15 ml cho bình 16 lít nước. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm B40 Super đây là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.